mà bắt nên không bắt. Tối nó mới tổng cao cơ, không báo sáng. Đấy là ông kia phu phu nói là mình đáng lẽ không nói giận như thế. Tức là ông nói là bây giờ phải sống chết ngay cái nhà máy thì đấy cơm. Tức là ý mà nó lăng được. Ông nào ông phu mà cố vấn phó sư tiến sĩ cố vấn vấn đề này. Ừ. Tức là ý là không nói đến ý là nó lăng được kiếm. Giận. Ý là ai đó mở bút tại chỗ là không có. Tức là không có nguồn lực. Không có sự chuẩn bị. Không có sự chuẩn bị. Tức là đánh nhạc không chia ngày nhà máy không đi về nữa. Không đi nữa thì là không ảnh hưởng nữa hết.